Nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu samma sambun ta sa. Thì ngày hôm nay đó, thì chúng ta chính thức bước vào những cái đề mục thiền. Những cái bữa trước xem như là chúng ta chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi, còn hôm nay thì chính thức bước vào cái đề mục thiền. Cho nên ấy, sư sẽ hướng dẫn quý vị cái đề mục thiền trước, rồi sau đó chúng ta mới hành thiền. Bởi vì quý vị phải biết được cái đề mục thiền như thế nào thì quý vị mới hành thiền được. Và cái bài học ngày hôm nay đó, nó cũng dính tới một cái vấn đề là bây giờ chúng ta bước vào cái khóa thiền, bước vào cái đề mục thiền, thì đáng lẽ ra đó, những cái bài giảng này chỉ ứng dụng trong, chỉ được giảng khi mà bước vào những cái khóa thiền 7 ngày, 10 ngày hoặc những khóa thiền nửa tháng, một tháng. Có nghĩa là quý vị ở hẳn tại chùa luôn để quý vị thực tập. Chứ còn mà mình về nhà đó thì nó rất là khó. Và quý vị cứ yên tâm là ở đâu sư không cần biết, nhưng ở chùa Nam Tông quý vị có thể xin là ở đây tu gieo duyên, hoặc ở đây một tuần, nửa tháng, hoặc ở đây một tháng, hai tháng ở chùa để mà quý vị tu tập, thì sư tin là quý vị sẽ được nhận. Tại vì ở đây thì quý vị ở trong lớp, sư cũng biết mặt quý vị rồi. Người lạ thì chỉ đơn giản là cần cái chứng minh nhân dân và một cái sơ yếu lý lịch nó rõ ràng, để đảm bảo là người đó biết được lý lịch của người ta, và người ta không phải là cái người mà trốn truy nã. Chỉ như vậy thôi. Và cửa chùa thì luôn rộng mở. Đó là như vậy. Hả? Thì nếu như á, mà một số người phụ nữ thì thật sự cái gì bỏ cũng được hết, mà khuyên cái mái tóc cái gì bỏ không được. Thì trong trường hợp đó thì xin sư cả, cứ liên hệ với sư rồi sư sẽ xin sư cả để cho trường hợp của quý vị xin ở chùa để mà tu tập một tuần, hai tuần, thì sư sẽ xin cho. Bây giờ sư qua cái đề mục Kassina. Thì như sư nói hồi nãy đó, tốt nhất là những cái bài giảng này đó, là nó đi vào cái phần chuyên sâu rồi. Thường thì quý vị chỉ có thể tiếp xúc với những bài giảng này trong những cái khóa thiền. Vì khi đó quý vị tập trung, quý vị hành thiền, không có ảnh hưởng bởi những cái hoàn cảnh gia đình hoặc là những cái hoàn cảnh khác. Quý vị phải tập trung thì cái việc hành thiền này nó mới có kết quả. Còn bây giờ sư giảng thì sư yêu cầu quý vị đó về phải liên tục hành thiền, liên tục thực hành cái đề mục Kassina này, liên tục thực hành. Bởi vì nếu như quý vị không thực hành ấy thì quý vị sẽ không mang lại cái kết quả. Nhớ ha. Mà sở dĩ ngày hôm nay sư giảng hướng dẫn quý vị tu tập đề mục Kassina, bởi vì đó khi mà ngài Bố Thí Vô Xá, ngài biên tập cái quyển Thanh Tịnh Đạo, cái phần định ấy, ngài đề cập tới 40 đề mục thiền định, và ngài cố ý ngài sắp xếp 10 cái Kassina ngài xếp lên đầu. Cho nên Kassina nó là cái cơ bản. Cơ bản, sư không nói, không hề nói nó dễ, nhưng ít nhất nó là cái cơ bản. Mà khi mà mình nắm được 10 cái Kassina này đó, hoặc là một trong 10 Kassina này, mình rất dễ dàng lấy nó làm nền tảng cho những cái đề mục thiền khác. Kassina là cái đề mục nền tảng. Nhưng mà do cái thiền hơi thở đó nó quá nổi tiếng, cho nên khi nhắc tới thiền người ta cứ nhắc tới hơi thở. Nhưng mà người ta không biết một chuyện, hơi thở không dễ tu. Đề mục thiền hơi thở không hề dễ. Nó chỉ có cái tiện thôi. Tiện ở đây có là thuận tiện ấy. Có nghĩa là sao, hơi thở lúc nào cũng có. Nhưng mà người ta không nắm được cái khái niệm về hơi thở, thành ra người ta tu rất dễ lạc. Trong khi đó, nếu như mà mình tu 10 cái đề mục Kassina trước ấy,
thì mình sẽ nắm được cái khái niệm về đề mục thiền. Mình nắm được thế nào là danh, thế nào là gọi là cái khái niệm, nó rất là dễ. Rồi nếu trong 10 kasina nó có một cái là kasina trắng, thì khi mà mình tu tập kasina trắng ấy, rồi mình chuyển qua tu tập tâm từ ấy, nó hỗ trợ rất tốt cho tâm từ. Kasina trắng hỗ trợ rất là tốt cho tâm từ. Và đối với một vị mà muốn mà có được thần thông ấy, thì vị đó bắt buộc phải thuần thục 10 cái đề mục kasina. Tu thiền mà muốn hóa thông thì phải thuần thục kasina. Không có kasina quý vị không thể nào hóa thông được. Và tại sao gọi là kasina? Thứ nhất, bởi vì nó có hình dạng tròn. Nó có hình dạng tròn. Ví dụ ở đây là cái kasina trắng. Kasina trắng thì nó có hình dạng tròn. Để mà mình nhìn vô và mình biết đây là trắng, đó gọi là kasina. Kasina có 10 là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, là 10 kasina. Thì ở đây là sư tạo sẵn cho quý vị là mỗi người một cái kasina trắng để mà quý vị thực hành. Thì bản thân cái kasina đó, cái bề rộng của nó là 1 gang và 4 ngón tay. Cái này nó hơi nhỏ, nó chỉ có 1 gang tay thôi. Nếu mà quý vị có thể về quý vị làm một cái mới, cái khác, là 1 gang và 4 ngón tay. 1 gang 4 ngón tay. Thì khi mà mình tu tập đầu tiên, trước khi mà đi vào cái đề mục kasina, quý vị phải chuẩn bị một số cái tâm lý. Đầu tiên là quý vị phải trân trọng cái đề mục của quý vị, trân trọng cái kasina của quý vị, phải trân trọng nó. Trân trọng nó được mô tả như mình trân trọng như là một cái chí bảo, một cái tài sản trong gia đình của mình, một cái tài sản quý giá nhất. Bởi vì nếu như quý vị không trân trọng cái đề mục thiền thì quý vị không thể nào chứng thiền. Phải trân trọng nó. Trân trọng ở đây không có nghĩa là mình đem lên bàn thờ mình lại. Nhớ nha. Rồi đó, khi mà mình tu tập như vậy thì mình có thể để nó đứng như vậy. Là mình ngồi. Quý vị ngồi đó, mình để đứng ngay trước mặt quý vị. Và tập trung vào cái kasina trắng này. Mình niệm cắn, 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 cắn. Niệm liên tục như vậy. Và quý vị phải nhớ là mình phải nắm được cái khái niệm màu trắng. Nắm cái khái niệm màu trắng chứ không phải là mình ôm nguyên cái cục này mình ôm ở trong đầu của mình. Mình phải nắm được cái khái niệm màu trắng. Khái niệm màu trắng của cái kasina trắng này nè. Phải nắm được cái khái niệm của nó. Cho nên quý vị có thể ngồi trên ghế cũng được. Không nhất thiết là mình phải ngồi dưới đất. Ngồi trên ghế cũng được. Nhưng mà để nó trước mặt. Nhìn nó. Và niệm cắn, 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 cắn. Và thỉnh thoảng đó, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại để mà mình có thể mình nắm cái khái niệm màu trắng nó nắm ở trong đầu của mình, nắm ở trong tâm. Làm sao để mà khi mà quý vị nhắm mắt lại, cái hình ảnh đó quý vị vẫn nhìn thấy. Và khi mà mình nhắm mắt lại thì một hồi, một lúc thôi thì cái hình ảnh nó sẽ mất. Thì khi hình ảnh nó mất á, mình mở ra mình nhìn lại. Cứ liên tục như vậy, mở mắt ra nhìn cái kasina. Khi mà mình nhìn rồi mình thử mình nhắm mắt lại tiếp để cho cái kasina đó in ở trong tâm của mình. Và nhớ đừng có mở mắt quá to, mở mắt vừa phải thôi. Đừng có căng mắt ra mà nhìn, bởi vì khi mà mình căng mắt ra mình nhìn á, thì mình thay vì mình chú ý đến cái khái niệm màu trắng thì mình lại chú ý đến những cái khuyết điểm của kasina. Ví dụ như cái kasina này nó có những cái đường vân như thế nào, rồi nó có những cái lồi lõm như thế nào đó, thì mình lại chú ý đến những cái khuyết điểm của kasina. Thì nó không cần. Mình chỉ cần nắm lấy cái khái niệm màu trắng đó. Và khi mà cái tâm của quý vị đó, mình nhắm mắt lại mà vẫn nắm được cái kasina trắng đó ở trong tâm của mình. Mới ban đầu thì cái kasina này ở ngoài đó nó như thế nào thì mình giống như mình photocopy đó, y chang ở trong tâm của mình, y chang như vậy, nó không khác gì hết. Thì đó gọi là sơ tướng. Thì khi mà cái sơ tướng nó hiện á, mà mình nhắm mắt một cái thời gian dài rồi mà cái sơ tướng nó không có bị biến mất, thì khi đó quý vị có thể thử đứng lên đi. Nhưng mà nhớ này, khi mà đi á, thì nếu như mà cái kasina này nó biến mất thì quay lại chỗ ngồi, quan sát kasina lần nữa. Cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy. Nên nhớ cái kasina này là cái nền tảng. Cho nên á, trước khi mà mình đi vào những cái đề mục thiền khác, nên tu tập kasina.
Và trong 10 ca sĩ ná đó thì sư hướng dẫn quý vị tu tập ca sĩ ná trắng. Và khi mà quý vị nhìn liên tục về cái ca sĩ ná đó, nó sẽ có một cái hiện tượng là quý vị sẽ thấy cái ánh sáng. Ánh sáng nó sẽ làm biến đổi màu của ca sĩ ná. Ánh sáng ban đầu của định ấy, nó sẽ làm cái màu sắc của ca sĩ ná nó thay đổi. Cho nên ấy, đừng có quan trọng cái ánh sáng, đừng có để ý tới ánh sáng. Và quý vị phải nắm được cái khái niệm, cái khái niệm màu trắng, và đừng để ý tới ánh sáng. Dần dần ấy, ánh sáng nó sẽ hỗ trợ cái định của quý vị, nó hỗ trợ cái ca sĩ ná, nó quý vị sẽ nhìn nó rõ hơn trong tâm. Khi mà quý vị nhắm mắt vào, ánh sáng nó sẽ vẫn rọi cho nó rõ cái ca sĩ ná của quý vị. Nhưng mà nên nhớ, cái quý vị cần tập trung không phải là ánh sáng, cái quý vị cần tập trung đó chính là cái ca sĩ ná. Và khi mà mình nhắm mắt lại đó mà mình vẫn có cái ca sĩ ná, hoặc là mình vẫn có cái sơ tướng á, thì lặp lại đi lặp lại, quý vị phải đứng, có thể đứng dậy đi. Nhưng mà khi mà đi như vậy cái định nó mất, khi mà cái định nó mất quay lại chỗ ngồi. Cho nên sắp tới khi mà hành thiền, một là quý vị cầm cái ca sĩ ná này theo để mà quý vị thực hành, hai là quý vị làm một cái ca sĩ ná khác. Tự làm ca sĩ ná khác thì sư lưu ý cái kích thước nó là 1 gang cộng với 4 ngón tay ha, đem theo. Rồi khi mà quý vị hành thiền ấy, ngồi, thì bây giờ sư không có quy định cái việc mà đi thiền. Có nghĩa là khi mà quý vị đi thiền ấy, đang đi thiền mà mình bị mất cái ca sĩ ná đi, mất định đi, quay về chỗ ngồi ngay lập tức. Quý vị không cần phải diễn, sư lặp đi lặp lại, mình không cần phải diễn. Khi mà đi mà cái định nó mất, quay lại chỗ ngồi. Tại sao sư vẫn ủng hộ cái việc đi thiền? Tại vì khi mà mình đi thiền á, cái định nó mới phát triển. Còn giả sử mà quý vị ngồi 5 tiếng, 10 tiếng đồng hồ đi chăng nữa, mà mình quý vị không đi thiền á, cái định quý vị nó khó phát triển. Và quý vị nên thấy là mình có được một cái sự may mắn. Phật tử Việt Nam mình không nhiều người được học cái một cái sinh án. Người ta thậm chí người ta còn không biết cách nó mặt mũi nó ra làm sao. Mà người ta ngồi thì người ta thấy người ta ngồi được 5 tiếng, 10 tiếng, người ta đem khoe, người ta nói là lập kỷ lục này, kỷ lục kia. Mà thực tế họ không biết cái đề mục thiền là cái gì hết. Họ không biết. Họ chỉ biết họ ngồi lâu là giỏi. Phải nói là những người đó rất là thiếu phước, rất là thiếu phước. Nói như vậy nó không có nghĩa là mình phước nhiều đâu. Bởi vì nếu như mà mình phước nhiều, quý vị tu tập ca sĩ ná đúng không? Mình chỉ cần mình nhìn cái gì đó có màu trắng. Ví dụ như quý vị nhìn bông hoa có màu trắng, quý vị niệm trắng, 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 ngay lập tức đặt thiền. Không cần mình phải làm 3 cái vụ này. Mình làm mấy cái này là tại vì mình dở, mình mới làm. Tại vì trong Thanh Tịnh Đạo dạy đó, cái này là dành cho những người thiếu phước. Chứ nếu như mà mình cái kiếp gần nhất mà mình ở cái cõi Phạm Thiên ấy, xuống đây mình tu thiền cái một mà mình không cần phải làm 3 cái trò này đâu. Hoặc là cái kiếp gần nhất mình đã từng tu thiền, thì bây giờ khi mà mình áp dụng vào những cái đề mục ca sĩ ná mình làm rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà do những cái kiếp gần nhất của mình ấy, nó không phải cõi Phạm Thiên, mình cũng không có nằm trong trường hợp mà có thể tu thiền, còn nằm trong cái cõi nào đó thì chỉ có mình biết, ai biết. Đó. Cho nên bây giờ mình tu, mình phải bắt đầu lại từ đầu. Đừng có nản. Giả sử như bây giờ quý vị tu tập mà quý vị chưa có chứng thiền đi chăng nữa, vào cái giây phút lâm chung ấy, quý vị vẫn tiếp tục tập trung vào đề mục thiền cho thôi. Tiếp tục tập trung đề mục thiền. Khi đó cái tâm cận tử quý vị đó là tâm thiền. Cho dù quý vị không chứng thiền đi chăng nữa, tâm cận tử là tâm thiện. Và khi cái tâm cận tử là tâm thiện, mình vẫn có cơ hội sinh thiên, vẫn sanh thiên như thường. Mà khi lên cõi trời rồi đó, quý vị muốn tu sao, quý vị tu thoải mái, tha hồ. Tại tuổi thọ trên đó nó rất là dài. Và hôm sau thì sư sẽ hướng dẫn một số cái thủ thuật đi kèm để mà quý vị có thể tiến bộ ở trong những cái đề mục này. Nhưng mà quý vị nhớ nè, ráng tu tập cái ca sĩ ná. Mỗi vị một chút xíu nữa sẽ phát mỗi người một cái. Thực hành ở đây. Và nếu như có cái thắc mắc gì thì hỏi ngay lập tức ha, hỏi ngay lập tức. Đem về nhà, thực hành tại nhà, thực hành liên tục. Nhớ cái ca sĩ ná này nó rất là quan trọng. Bởi vì nó là cái cơ bản, nó là cái nền tảng
Sư không hề nói nó đơn giản, nhưng mà nó là cơ bản và nó là nền tảng. Để mà khi mà quý vị tu tập những cái đề mục Kasina khác, hoặc là quý vị tu tập những cái đề mục thiền khác, như là niệm hơi thở, như là mình rã tâm từ, như là mình niệm tử thi, niệm sự chết, nó rất là dễ. Nó nhẹ lắm quý vị, cứ thử đi. Không phải vô lý mà Ngài Buddha Gosa, có nghĩa là Ngài Phật Âm đó, mà Ngài sắp xếp cái đề mục Kasina xếp lên đầu đâu, không phải. Và có thể là trong một tháng hoặc hai tháng tới thì quý vị sẽ liên tục thực hành cái đề mục này. Trước đó thì sư có hướng dẫn quý vị những cái đề mục khác, nhưng mà bây giờ thì mình bắt đầu vô cái đề mục Kasina. Tạm thời để những cái đề mục khác qua một bên, nhưng mà nó có những cái đề mục phụ trợ. Phụ trợ ví dụ như mình vẫn tiếp tục dùng cái tâm từ, như là mình hỗ trợ cái đề mục thiền. Cái phương pháp rải tâm từ sư lập lại, đầu tiên là phải rải tâm từ cho chính mình trước. Bản thân mình phải có từ tâm thì mình mới có thể rải từ tâm cho người khác. Phải rải tâm từ cho mình trước. Quý vị nhắm mắt lại, nhìn vào cơ thể này như là một người khách. Nhìn cơ thể này như là một người khách, biết ơn đó. Bởi vì nhờ có cơ thể này mà tôi mới có thể tu tập. Nhờ cơ thể này mà mình mới có thể tu tập để mà chứng đắc đạo quả. Nhờ cơ thể này mình mới có cơ hội làm các thiện pháp. Biết ơn đó. Và khi biết ơn như vậy, mong cho cơ thể này được an vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nhớ như vậy. Đó là rải tâm từ cho chính mình. Điểm lưu ý là quý vị phải thật sự muốn như vậy. Điểm lưu ý thứ hai là phải tách rời cái tôi ra. Cái thân này không phải là của tôi. Tách rời nó ra. Đó là hai điểm lưu ý. Và tiếp theo đó, quý vị phải lựa một cái đối tượng để mà quý vị rải tâm từ. Trong những bài kinh rải tâm từ, thường là rải tâm từ cho tất cả chúng sanh trong tất cả các phương. Nhưng mà đó là cách rải rất là đại chúng, cách rải chung, ai cũng làm được hết. Nhưng mà khi quý vị chưa có định ý, thì nó chỉ là cái thiện chí thôi. Nó chưa gọi là từ tâm, nó chỉ gọi là cái thiện chí thôi. Nó chưa có tác dụng. Muốn phát triển tâm từ để mà chứng định ý, chứng thiền ý, thì mình phải đi từng bước một. Đó là mình phải rải cho một đối tượng trước. Khi mà mình rải cho một đối tượng rồi đó, thì mình mới có thể rải cho nhiều đối tượng được. Một đối tượng ở đây nó cũng có nhiều cấp bậc. Đầu tiên là quý vị phải chọn một cái đối tượng mà quý vị kính trọng. Đó có thể là vị thầy. Nhưng mà lưu ý hai điểm. Vị thầy đó phải cùng giới tính. Phải cùng giới tính. Và vị thầy đó phải còn sống. Nhớ. Và khi mà rải cho vị thầy đó, rải như thế nào? Quán tưởng vị thầy đó. Có hai cách quán tưởng. Một là quán tưởng như con ruột của mình. Hai là quán tưởng như cha, như mẹ của mình. Bởi vì Đức Phật nói đó, thật khó để mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm cha làm mẹ của mình. Thật khó để tìm một chúng sanh nào chưa từng làm con ruột của mình. Cho nên mình có thể quán tưởng họ như con ruột của mình, hoặc như cha như mẹ của mình. Nhưng mà thường vị thầy đó thì mình khó mình quán tưởng như con lắm. Mình quán tưởng như cha như mẹ thì nó có cái sự tôn kính hơn. Tuy nhiên thực tế thì mình thương con hơn là thương cha mẹ. Rõ ràng như vậy. Con cái thì mình thương nhiều hơn là mình thương cha thương mẹ của mình. Cho nên đối với những người khác thì mình nên quán tưởng họ như con ruột của mình. Còn đối với cái người tôn kính ấy, thì mình có thể quán tưởng họ như cha như mẹ. Và khi quán tưởng như vậy đó, ở đây là sư đang nói tới cái đối tượng mình tôn kính ha. Thì mình mong cho người cha, người mẹ đó được sự an vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Mong như vậy. Và lưu ý, cái điểm mấu chốt không phải là mình nói cái gì. Điểm mấu chốt là mình thật sự mình mong họ được như vậy. Và khi đó, quý vị sẽ hiểu được cái trạng thái của tâm từ là cái gì.
là nhớ như vậy. Phải tránh, khi mới bắt đầu tu tập á, phải cái đối tượng mình chọn phải tránh người thân trong gia đình. Tại vì khi mà mình người thân trong gia đình ấy, mình không có phân biệt được giữa cái tâm từ và tâm ái, mình dễ nhầm lẫn với cái tâm ái lắm. Cho nên tránh người thân trong gia đình. Và khi mà quý vị định được ở trên cái đối tượng mà quý vị thương mến ấy, quý vị kính trọng ấy, bắt đầu khi mà định được ở đây là sư nói là quý vị thực mình thực hành là cũng phải 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm ha, chứ không phải là mình trong một buổi. Khi định được thì mới bắt đầu chuyển qua cái đối tượng tiếp theo, đó là cái người mà mình mến. Người mình mến đó có thể là một người bạn của mình mà mình mến, có thể là bạn đạo của mình mến. Khi đó quán tưởng họ như con ruột của mình, quán tưởng người bạn đạo, quán tưởng họ như con ruột của mình, và cũng mong cho họ được sự an vui, tránh khổ sự khổ thân, tránh khổ sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Trước mắt của quý vị cứ làm tới cái bước đó đi đã. Và nhớ bây giờ thì cái đề mục tâm từ nó sẽ hỗ trợ, nó là một cái đề mục phụ trợ, nó hỗ trợ cho quý vị trong khi mà quý vị tu tập 10 kasina, trong khi quý vị tu tập kasina. Cho nên bây giờ kasina nó là đề mục chính, nó là cái đề mục chính của quý vị tu tập ha. Và cái tâm từ nó sẽ là đề mục phụ để nó hỗ trợ cho quý vị. Nhớ, cho dù trước đó quý vị có thể là niệm Phật đi chăng nữa thì bây giờ nên để nó qua một bên. Từ từ sư sẽ hướng dẫn quý vị niệm Phật như thế nào, để qua một bên trước. Bây giờ trước mắt tu tập kasina, khi mà mình đặt được cái nền móng cơ bản rồi đó, mình sẽ chuyển qua những cái đề mục khác nó dễ hơn. Rồi nói về cái kasina này đó, có ai có thắc mắc gì không? Tôi thích tập trung, tôi nói là chú ý kasina. Thì trên cái hình nó sẽ có cái hình tròn, với cái hình đó thì mình cần rất là chú ý tổng quát, hay là mình chỉ tập trung vào mấy cái khung giữa cái hình tròn màu trắng? Mình chỉ chú ý đến cái hình, cái gọi là cái hình tròn màu trắng này thôi. Mình gọi là kasina đó, chỉ chú ý đến cái này thôi. Nhưng mà nhớ khi chú ý đó, cái đối tượng mà mình nhìn cái hình tròn màu trắng này, để mình biết nó là có giới hạn chứ không phải là nó không có giới hạn. Mình biết, nhưng mà mình phải nắm cái khái niệm màu trắng. Phải nắm cái khái niệm màu trắng đó. Để chi? Để cho những cái trường hợp mà mình không có cầm cái này theo được, không cầm cái này theo được, mình nhìn cái thứ khác màu trắng, mình vẫn có thể nắm nó làm đề mục kasina trắng. Tại sao mình đã nắm cái khái niệm màu trắng đó rồi, mình có thể tiếp tục mình niệm trắng, 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 trắng. Niệm liên tục như vậy. Để nó một chỗ, để nó một chỗ cố định. Khi mà mình ngồi đó, mình ngồi trước mặt nó, rồi mở mắt ra, rồi nhắm mắt lại. Khi mà cái kasina trắng đó mình có thể bắt nó ở trong tâm mình rồi, mình gọi là cái sơ tướng, mình có cái sơ tướng rồi, khi đó mình có thể đứng dậy mình đi, đi đâu ở trong nhà cũng được. Nhưng mà cái sơ tướng nó vẫn phải có, và nên trân trọng cái sơ tướng đó ha. Nếu quý vị không trân trọng nó sẽ mất ấy. Nó sẽ mất. Cho nên trân trọng sơ tướng đó. Và khi mà quý vị đi thiền hoặc làm một cái hành việc gì đó mà cái định nó mất, nó mất đi, mình không còn lặp lại được cái kasina đó nữa, thì quay trở lại chỗ ngồi tiếp. Còn nếu như mà mình đang đi mà mình mất cái kasina, quý vị có thể đứng lại, hồi tưởng lại cái kasina, hồi tưởng lại. Nếu mà hồi tưởng lại được ấy, thì tốt, thì vẫn tiếp tục đi thiền. Còn nếu như hồi tưởng lại không được, quay lại chỗ ngồi. Tại vì lúc mình nhìn là mình mở mắt được thì khoảng là mình có một cái khoảng nào hoặc là mình có dấu hiệu là để lúc đó mình nhắm mắt rồi sau đó có thể là sơ tướng nó hiện ra trong đầu lúc đó lúc mình nhắm mắt không, hay là lúc là mình đang mở mắt thì nó đã có hiện tượng là mình nhắm mắt để nó tăng cường cái sơ tướng đó. Cái khoảng thời gian này thì nó không có quy định, không có quy định. Ví dụ như mình nhìn một hồi đó, nhìn một hồi thì mình có thể thử nhắm mắt để mà mình liên tưởng lại cái hình ảnh mình vừa mới nhìn. Và khi cái hình ảnh nó mất thì mình mở mắt ra. Cái thời gian nó không có cố định,
thế giới nó không cố định. Sư như sư sách trước á, sư giảng á, thì ví dụ như khi mà mình không có định được á, thì mình dùng những phương pháp hỗ trợ như là quán định hay là định chết. Như vậy giờ phương pháp này thì nói là nếu mà mình bị mất định thì mình quay trở về, hay là mình dùng phương pháp nào sư? Cái việc mà mình mất định nó có nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân, nếu như nguyên nhân nó là do cái tham dục thì là mình có thể mình quán bất định, quán sự chết. Hoặc nguyên nhân là do mình cạo cử, hoặc do mình lười biếng thì mình cũng có thể quán sự chết. Hoặc là mình có thể niệm ân đức Phật, hoặc là mình có thể mình rẽ tâm từ đó. Nhưng mà nếu như cái nguyên nhân mình mất định ấy, đó là do mình chưa có thuần thục casina, chưa có thuần thục, có nghĩa là mình không có tái lập lại cái casina trong tâm, thì khi đó mình quay lại để mà mình nhìn vô cái casina. Như vậy là nếu mà mình quên á, thì mình quay trở lại. Nhưng mà nếu mà tâm mình không định á, thì mình sẽ dùng những cái hỗ trợ của những cái phương pháp trước mình đã học. Ừ. Như vậy là để học tâm với cái casina sư phụ cần con chịu một cái màu trắng thôi. Thì khi mà con nhắm mắt lại thì con thấy trước mặt con là trắng hết, không còn nhìn thấy cái bình tròn nó phải đúng cái kích cỡ. Mình phải thu gọn nó lại, phải thu gọn nó lại. Tại vì cái tâm của mình ấy, cái tâm của mình nó còn đang tản mạn, cho nên là mình phải thu gọn nó lại trong một cái phạm vi cố định để cho nó có giới hạn chứ không phải nó không có giới hạn. Thì cứ mở mắt ra, mở mắt ra. Đúng rồi, quay trở lại nhìn lại. Đừng, mình nên để làm sao mà nó trong cái tầm nhìn của mình, nhưng mà nó không quá nhỏ. Tại vì quá nhỏ mình sẽ bị phân tâm bởi những cái cảnh vật khác, nhưng mà quá gần mình sẽ bị mỏi mắt, cho nên để nó vừa thôi. Vì vậy cái khoảng cách gọi là một gang bốn ngón ấy, là để cho mình có một cái khoảng cách, ví dụ như vừa một cái tầm tay để mình nhìn nó, là nó vừa đủ để nó choáng hết cái tầm nhìn của mình, nhưng mà nó không quá gần để mình mỏi. Con hỏi là mình hiểu cái khái niệm màu trắng thì mình mới tập được một ngày, hay là trong lúc mình tập để mình hiểu cái khái niệm màu trắng, và lúc mà thiền như vậy thì hiểu cái niệm màu trắng, và tức là lúc mà mình thiền thì là những cái cảnh, tức là xuất sắc về màu trắng là ghi nhớ lại, tức là nhắm mắt lại ghi nhớ lại trong đầu, thì như vậy là hiểu cái niệm màu trắng thì có phải như vậy không? Còn chưa có rõ thì... Đầu tiên đó, cái khi mà cái sơ tướng thì mình chỉ làm một cái việc là mình copy thôi. Copy cái hình ảnh casino này, copy vô trong tâm của mình. Mình sẽ nhìn nó như thế nào, nó có đường vân ra làm sao, thì khi đó trong tâm của mình nó cũng sẽ y chang như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu cái đối tượng mình tập trung nó không phải là cái vòng tròn này. Cái mình tập trung nó là cái màu trắng trên khái niệm. Mình phải hiểu được cái màu trắng trên khái niệm để mà mình nắm được nó, để mình định trên cái màu trắng khái niệm đó. Bởi vì đó, khi mà mình định được trên cái màu trắng khái niệm đó đó, thì mình mới chuyển qua được một cái gọi là cái tợ tướng. Có nghĩa là khi đó cái casino trong tâm của mình ấy, nó giống như mà nó không còn, nó không phải là cái hình ảnh này nữa, mà khi đó nó giống như là cái mặt trăng, hoặc nó giống như một cái miếng pha lê, nó sáng chói và nó hoàn mỹ, nó đẹp, nó không còn như cái này nữa, nó không còn những khuyết điểm này nữa. Cái đó chỉ có thể làm được khi mà mình nắm được cái khái niệm màu trắng, và mình cái định nó thâm, trở nên thâm sâu, thì dần dần mình sẽ lột bỏ đi những cái thô của cái hình ảnh ở ngoài mà mình nhìn thấy, mà cái casino đó mình sẽ in ở trong tâm của mình, nó khi đó gọi là tợ tướng. Là tợ tướng, tợ tướng, tợ trong tương tợ. Ừ. Trắng trắng hết mà mình mở mắt ra
nhưng mà lúc mình nhắm mắt lại thì mình vẫn còn tiếp tục niệm hay không? Cái từ chán đó. Tiếp tục. Cái từ chán đó. Tiếp tục. Nếu như mà không có ai hỏi nữa thì bây giờ mình bắt đầu thực hành, hồi hướng và thực hành. Nhưng mà nhớ nè, khi mà đi vào casino đó thì quý vị cứ ngồi bao lâu tùy thích, cho tới khi nào mà mình chưa có nắm được cái hình ảnh ở trong tâm ấy thì đừng có đứng dậy. Ai đứng dậy thì tùy kệ họ, nhớ kệ họ, mình vẫn tiếp tục mình ngồi. Nếu mà ngồi mỗi chân, quý vị có thể đổi tư thế, hoặc thậm chí quý vị có thể đứng dậy, đứng dậy chút xíu rồi mình ngồi lại xuống. Rồi khi mà nắm được cái hình ảnh cái sinh á trong tâm rồi đó, quý vị có thể đi thiền. Nhưng mà khi đi thiền, cái định nó mất, đứng lại tập trung để gợi lại cái hình ảnh đó, gợi lại cái sinh á trắng đó ở trong tâm. Khi đi, đương nhiên đi quý vị vẫn mở mắt, mà mở mắt mà quý vị vẫn có thể gợi được cái casino trong tâm của quý vị có thể nhìn thấy được nó đó thì quý vị có thể đi, còn không thì quý vị vẫn tiếp tục quý vị ngồi. Nó giống như là mình gọi mình tưởng tượng đi, gọi cái từ tưởng tượng là có một cái casino ở đằng trước mặt mình, vẫn tiếp tục mình đi. Nhưng mà khi mà cái hình ảnh tưởng tượng đó bị mất ấy, đứng lại có thể nhắm mắt hoặc mở mắt tùy, ráng tái hiện lại cái hình ảnh đó. Nhưng mà khi mà mình tái hiện lại không được ấy, quay lại chỗ ngồi. Cho nên là những cái buổi thiền sắp tới thì sư sẽ không có bấm giờ nữa, tại vì cái đó là tùy thuộc mỗi người. Và yên tâm là quý vị cứ ngồi, mỗi chân thì đổi tư thế, và nắm được cái casino đó rồi thì đứng dậy đi, mất casino quay lại chỗ ngồi. Rồi, chúng ta hồi hướng. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sân làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sân làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được an vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Sambhatam punya sampadam sambe bhuta anumodan
Itavata ca ammehi sambatam punya sampadam Sabbe satta anumodantu sabba sampati sitiya Idam me nyatinan potu sukita hontu nyattayo Idam me yatinam hotu sukita hontu nyattayo Idam me yatinam hotu sukita hontu nyattayo Idam me punyam asavakaya vaham hotu Idam me punyam nippanassa paccayo hotu Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma Sadhu, sadhu, sadhu.